Mặc dù có 67 chính đảng tham gia, nhưng cuộc tổng tuyển cử lần này được cho là cuộc cạnh tranh chủ yếu giữa 6 chính đảng lớn. Khác với cuộc bầu cử năm 2019, trong cuộc bầu cử năm nay, cử tri sẽ nhận hai phiếu bầu, một phiếu bầu hạ nghị sĩ theo danh sách đảng và phiếu bầu hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử. Phát biểu sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng Thái Lan cho biết. Hôm nay là ngày bầu cử toàn dân, đề nghị tất cả cử tri Thái Lan không phân biệt tuổi tác, giới tính, hãy tham gia bầu cử vì nền dân chủ của Thái Lan. Mọi cử tri đều có quyền tham gia bầu cử và sẽ căn cứ các tiêu chí để lựa chọn các ứng cử viên xứng đáng. Tôi chỉ mong muốn Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử với số lượng cử tri nhiều nhất có thể. Ước tính hơn 50 triệu cử tri Thái Lan tới các điểm bỏ phiếu để bầu ra hạ viện khóa mới sau cuộc bỏ phiếu sớm cách đây một tuần. Hôm nay là ngày bầu cử. Tôi rất vui mừng được tham gia bầu cử trong thời gian dài từ cuộc bầu cử lần trước. Hôm nay sự hào hứng của tôi khiến tôi thức dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ và đến điểm bầu cử. Tôi nghĩ sẽ có một sự thay đổi lớn ở đất nước tôi. Điều này thực sự đến khi mọi người dân tham gia bầu cử. Hãy thay đổi vì tương lai tốt đẹp hơn. Thay đổi về kinh tế thì không đơn giản. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có những nhà lãnh đạo ở thế hệ đi trước trong một thời gian dài, khoảng 8 năm gì đó, và mọi thứ dường như không thay đổi, kinh tế không được cải thiện nhiều. Vì thế, tôi hy vọng một đội ngũ lãnh đạo mới của thế hệ trẻ sẽ có thể thay đổi đất nước trong một thời gian dài. Nhìn chung cho đến thời điểm hiện tại, tiến trình tổng tuyển cử tại Thái Lan đang diễn ra theo lộ trình và suôn sẻ. Cuộc tổng tuyển cử năm nay được cho là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với 4 năm trước. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng đã triển khai hơn 140.000 sĩ quan cảnh sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh trong ngày bầu cử. Các điểm bỏ phiếu sẽ tiếp tục mở cửa cho đến 17 giờ ngày hôm nay. Ngoài ra, Ủy ban bầu cử Thái Lan cũng cho biết căn cứ vào tình hình thời tiết và số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu để linh hoạt điều chỉnh kéo dài thời gian bỏ phiếu. Theo dự kiến, công tác kiểm phiếu sẽ được khẩn trương tiến hành và kết quả ban đầu có thể được công bố vào khoảng 23 giờ cùng ngày. Ngọc Diệp, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bangkok, Thái Lan.